trợ bất động sản, kết nối sức mạnh, chia sẻ thành công. Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chuyên đề xây dựng và bất động sản cuối tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Thưa quý vị, mới đây Ngân hàng Nhà nước đã trực tiếp chỉ đạo các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt tín dụng vào bất động sản và tập trung phát triển vào những phân khúc bất động sản nhà ở xã hội, nhà ở cho những người có thu nhập trung bình và thu nhập thấp, tránh dồn tín dụng vào những lĩnh vực phân khúc tăng trưởng quá nóng. Vậy với những động thái này, thị trường bất động sản sẽ có những thay đổi ra sao? Các doanh nghiệp chuyên gia có những đánh giá như thế nào? Lý do vì sao Ngân hàng Nhà nước lại đưa ra chỉ đạo trên? Những nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong chuyên đề xây dựng và bất động sản tuần này với chủ đề siết chặt tín dụng bất động sản, tránh tăng trưởng nóng. Trước hết mời quý vị theo dõi phóng sự sau của chúng tôi. Ngày 28 tháng 12 năm 2017, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành thông tư 19 quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, cho phép các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài được sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung hạn và dài hạn theo tỷ lệ tối đa với lộ trình. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018 là 45%. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 là 40%. Đồng thời, vẫn quy định nhóm tài sản có hệ số rủi ro 200% là các khoản phải đòi để kinh doanh bất động sản như thông tư 06. Ngày 23 tháng 1 năm 2018, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục có công văn số 563 yêu cầu các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng ưu tiên tập trung vốn cho sản xuất kinh doanh. Đồng thời, phải hạn chế mức độ tập trung tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản, xây dựng, cân đối nguồn vốn, sử dụng vốn để cho vay chung và dài hạn, đảm bảo khả năng thanh khoản. Bên cạnh đó, thường xuyên rà soát, đánh giá và theo dõi tiến độ của các dự án bất động sản, năng lực tài chính của khách hàng, khoản tín dụng và tài sản bảo đảm để có biện pháp xử lý thích hợp. Tôi đánh giá rất là tích cực với lại thông tư 06 khi mà bạn biết rằng là thị trường bất động sản Việt Nam bắt đầu hồi phục từ cuối năm 2013 và đến nay đã được gần 4 năm rồi với sự tăng trưởng và đôi khi đã có những dấu hiệu bị dư cung tại phân khúc hạng A, phân khúc cao cấp. Còn trong những phân khúc hạng B và hạng C thì lại thiếu sự đầu tư và phát triển các dự án để cung cấp nhà ở xã hội hoặc là nhà giá rẻ thương mại. Chính vì điều đó mà để cho thị trường phát triển bền vững hơn, minh bạch hơn thì Ngân hàng Nhà nước cần phải đưa ra những biện pháp về tín dụng và đặc biệt ngày hôm nay đó là thông tư 06 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Kiểm soát tốt chất lượng tín dụng tiêu dùng, nâng cao hiệu quả công tác xét duyệt, hồ sơ, đặc biệt là các điều kiện vay vốn để hạn chế rủi ro phát sinh, giám sát chặt chẽ việc sử dụng vốn cho vay tiêu dùng nhưng thực chất là để đầu tư, kinh doanh bất động sản, chứng khoán. Thêm vào đó, hiện tượng dư cung đang xảy ra với phân khúc nhà ở cao cấp. Trong năm 2017, lượng cung tăng mạnh khiến một số phân khúc dư thừa sản phẩm. Hơn nữa, kể từ sau khi gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng kết thúc, cung nhà ở bình dân bị thu hẹp lại khá nhiều, dưới 20% vào năm 2017. Tương lai gần sẽ còn giảm nhiều hơn nữa nếu không có gói hỗ trợ kích cầu. Do đó, Ngân hàng Nhà nước đã trực tiếp chỉ đạo các tổ chức tín dụng là khi vay tín dụng bất động sản phải kiểm soát chặt chẽ và tập trung vào những phân khúc, ví dụ như bất động sản nhà ở xã hội, nhà ở cho những người có thu nhập trung bình và thu nhập thấp, tránh dồn tín dụng và kiểm soát tín dụng vào những lĩnh vực có tăng trưởng nóng. Trong lĩnh vực bất động sản, chúng tôi đã có quy định là nâng cái hệ số rủi ro cho vay bất động sản. Thứ hai, chúng tôi đã có quy định điều chỉnh cái kỳ hạn dùng cái tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay chung dài hạn. Và thứ ba nữa, chúng tôi trực tiếp chỉ đạo các tổ chức tín dụng là khi cho vay tín dụng bất động sản phải kiểm soát chặt chẽ và tập trung vào những cái phân khúc ví dụ như bất động sản nhà ở xã hội, nhà ở cho những người mà có thu nhập trung bình và thu nhập thấp và tránh cái dồn cái tín dụng và không kiểm soát cái tín dụng vào những cái lĩnh vực mà tăng trưởng nóng. Động thái Ngân hàng Nhà nước đưa ra thông điệp siết vốn vào bất động sản là do ngay từ đầu năm, Ngân hàng Nhà nước đã quán triệt tinh thần chỉ đạo, điều hành lưu ý các lĩnh vực cho vay có rủi ro cao. Trong đó có lĩnh vực bất động sản. Cụ thể, tổng dư nợ tín dụng đối với hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản đến hết năm 2017 đạt 471.022 tỷ đồng, chiếm khoảng 6,5% tổng dư nợ cho vay của nền kinh tế. Đồng thời, năm 2018, Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho rằng dù có thuận lợi và thành tựu từ năm 2017 nhưng vẫn nhiều thách thức vì độ mở cửa của kinh tế Việt Nam khá lớn, cộng với các biến động trên thị trường quốc tế. Ngân hàng Nhà nước vẫn kiên định kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng, nỗ lực thực hiện Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu.
Còn theo các chuyên gia, tình hình kinh tế vĩ mô ổn định và GDP tăng trưởng mạnh đã tạo nền tảng cho sự phát triển của thị trường bất động sản trong năm 2017. Thị trường căn hộ để bán đã sôi động trở lại, số căn chào bán mới và số căn tiêu thụ đều tăng. Để hấp thụ được số lượng căn hộ bán ra ngày càng nhiều, các ngân hàng cũng đồng loạt tung các gói tín dụng, tài trợ vốn vay cho chủ đầu tư và người mua nhà. Bên cạnh đó, gần đây, nhiều ngân hàng thương mại cũng xem việc cho vay bất động sản là miếng bánh ngon và cho vay rất mạnh tay, nên dòng tín dụng có dấu hiệu ồ ạt chảy vào thị trường địa ốc. Điều này dẫn đến hệ lụy là nhiều nhà đầu tư lấy dự án bất động sản làm tài sản thế chấp vay ngân hàng, phải chịu áp lực trả nợ, trong khi khả năng thu hồi vốn của các ngân hàng rất khó khăn. Nhìn vào thực tế của Việt Nam đã qua và hiện tại đang phải xử lý, thì nợ xấu nó gắn với lại bất động sản. 80-90% cái đống nợ xấu hiện nay của các ngân hàng là có đảm bảo bằng bất động sản hay là liên quan đến bất động sản. Mà nhiều cơ chế chính sách ban hành để xử lý cái đống nợ xấu mà có đằng kéo theo nó là bất động sản này mà vẫn chưa xử lý được. Vì thế mà cái việc đưa ra vấn đề này để cảnh báo đối với các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng khác là đầu tư vào cái lĩnh vực mà tiềm ẩn rủi ro như này thì phải hạn chế ở cái mức nhất định. Đây là cái nhóm ngành rất là nhạy cảm với cả cái chính sách của nhà điều hành, và cái việc siết cái dòng vốn tín dụng vào ngành bất động sản thì sẽ ít nhiều sẽ có ảnh hưởng đến cái tăng trưởng của cái nhóm ngành này trong dài hạn. Tuy nhiên là nếu mà đứng về mặt quản lý của nhà điều hành thì tôi nghĩ đây là một cái hướng quản lý hoàn toàn phù hợp. Cùng quay trở lại thời điểm năm 2008 với bài học đắt giá từ cuộc khủng hoảng bất động sản tại Mỹ, mà lý do quan trọng là ngân hàng nới lỏng các tiêu chuẩn cho vay đối với người không đủ điều kiện được mua nhiều nhà khi không có khả năng chi trả. Đầu tiên là việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed hạ lãi suất như một cách kích hoạt nền kinh tế trở lại sau vụ đổ vỡ của ngành công nghệ cao những năm 2000-2001. Biện pháp này tỏ ra có hiệu quả và được đà Fed tiếp tục hạ lãi suất tới mức thấp nhất trong nhiều thập niên. Ý đồ của Fed là đưa thêm tiền vào nền kinh tế, nhất là ở mức tiêu dùng. Thấy lãi suất thấp, nhiều người đổ dồn đi vay tiền để mua nhà và cứ thế đẩy giá nhà vọt lên cao. Các công ty cho vay cầm cố gồm cả những tổ chức không phải là ngân hàng lợi dụng cơ hội này để trục lợi lớn nhờ hốt được những món hoa hồng kích xù bằng cách tìm thêm nhiều người mua nhà và kéo dài chu kỳ mua qua bán lại, giá ngày càng tăng. Vấn đề này trở nên phức tạp khi người cho vay lợi dụng người mua bằng cách cung cấp các khoản thế chấp độc hại. Do đó, khoản thanh toán thế chấp hàng tháng đã tăng lên đến mức quá khả năng chi trả. Nhiều người đã bị tịch thu nhà, đẩy hàng tồn kho tăng vọt, và rồi tác động của cuộc khủng hoảng nợ dưới chuẩn ngày càng trở nên sâu rộng khi hàng loạt các tập đoàn tài chính tên tuổi của Mỹ sụp đổ, các ngân hàng bất động sản lớn nhất thế giới bị quốc hữu hóa, chấm dứt hoạt động. Với những gì xảy ra ở thị trường bất động sản Hoa Kỳ sẽ là một bài học quý giá cho các nhà hoạch định chính sách cũng như các doanh nghiệp, người dân tham gia vào thị trường bất động sản Việt Nam, để từ đó có được cái nhìn đúng đắn và hướng đi phù hợp với xu thế phát triển ổn định và bền vững. Bất động sản là ngành thiết yếu trong nền kinh tế. Sự phát triển ổn định của ngành là động lực quan trọng để phát triển bền vững nền kinh tế nói chung. Tuy nhiên, ngành bất động sản cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Khi phát triển quá nóng sẽ dẫn đến nguy cơ đổ vỡ và làm ảnh hưởng đến toàn hệ thống. Do đó, vai trò của Ngân hàng Nhà nước là kiểm soát sự phát triển của thị trường bất động sản, sao cho bền vững, tạo động lực phát triển chung. Chính sách tiền tệ đối với bất động sản không phải là hạn chế tín dụng vào ngành này, mà là hỗ trợ để ngành càng phát triển lành mạnh. Sau đây là nội dung tiếp theo. Mời quý vị theo dõi. Vốn tự có của các nhà đầu tư trong nước, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, vốn do nhà đầu tư dự án huy động hay hoạt động M&A, vốn tín dụng từ các ngân hàng thương mại, vốn huy động từ thị trường chứng khoán. Đây là 5 nguồn vốn đầu tư chủ yếu vào thị trường bất động sản Việt Nam trong thời gian qua. Tuy nhiên, luồng vốn tự có của các nhà đầu tư trong nước chiếm tỷ trọng không cao so với tổng vốn đầu tư vào thị trường bất động sản. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào thị trường bất động sản tăng đáng kể từ năm 2007, tuy nhiên hay còn chiếm tỷ trọng thấp trong tổng số nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực này. Luồng vốn góp trực tiếp từ người mua bất động sản với nhà đầu tư chủ yếu thông qua hình thức mua bán bất động sản hình thành trong tương lai đang chiếm tỷ trọng cao trong phân khúc bất động sản nhà ở và phân khúc bất động sản du lịch nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, nhược điểm cơ bản của luồng vốn này là độ rủi ro rất lớn cho người góp vốn, rủi ro về thời hạn, về chất lượng, về mẫu mã, và rất nhiều trường hợp góp vốn rồi nhưng không nhận được bất động sản. Một trong những nguồn vốn cũng được đánh giá cao từ các chuyên gia
là nguồn vốn từ thị trường chứng khoán thông qua niêm yết cổ phiếu của các doanh nghiệp đầu tư bất động sản. Tuy nhiên, hình thức niêm yết và bán cổ phiếu này cũng chỉ mang lại hiệu quả cho các chủ đầu tư của các tập đoàn lớn có thương hiệu, có chữ tín trên thương trường, chứ không phải doanh nghiệp nào cũng áp dụng được. Theo các chuyên gia, cấu trúc nguồn vốn cho bất động sản hiện nay vẫn chủ yếu dựa vào là từ ngân hàng, chiếm đến hơn 70%. Do đó, việc đưa ra chính sách kiểm soát và điều tiết thị trường là điều rất cần thiết. Từ các ngân hàng thương mại là dòng chủ đạo chiếm khoảng 60-70% cái tổng lượng vốn cho thị trường bất động sản. Tuy nhiên thì nó có một tí cái có thể có cái hiện tượng là có thể một số các cái nguồn vay này là có vẻ như là đang tập trung quá mức vào một số các cái doanh nghiệp mà cái sự trải đều ấy là nó chưa được thực hiện tốt, nên là đây cũng là một cái mối nó có thể nó tiềm ẩn những rủi ro. Theo cái góc nhìn của chúng tôi thì cái điều tiết của nhà nước luôn luôn là cần thiết trong thị trường để đảm bảo làm sao cho thị trường phát triển cân đối hài hòa nhất. Việc kiểm soát tốt nguồn vốn tín dụng vào thị trường bất động sản sẽ là cơ hội để thị trường không phát triển quá nóng, gây bất lợi cho ổn định kinh tế vĩ mô. Bên cạnh đó, khi những hoạt động rủi ro được hạn chế bớt đi, những doanh nghiệp không cạnh tranh sẽ bị thanh lọc và đó là nguyên tắc của thị trường. Động thái này của Ngân hàng Nhà nước tạo động lực để doanh nghiệp phải tìm kiếm các nguồn vốn thay thế, giảm bớt dần sự phụ thuộc vào các nguồn vốn vay tín dụng đang ngày càng hạn chế, vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội để tái cấu trúc doanh nghiệp, cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư kinh doanh nhằm phát triển doanh nghiệp và thị trường bất động sản ngày càng minh bạch, lành mạnh và bền vững. Đây là một cái tín hiệu để cảnh báo các nhà đầu tư và phát triển bất động sản trong cái việc đó là lựa chọn được cái phân khúc đúng và đảm bảo được cái nhu cầu của khách hàng, đồng thời cũng đưa ra được cái cảnh báo đối với các ngân hàng thương mại khi mà cho vay bất động sản đúng với lại nhu cầu của thị trường, đúng với lại các chủ đầu tư, đúng với lại khách hàng để làm sao giúp cho thị trường bất động sản phát triển một cách bền vững và ổn định. Theo Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, cho vay tiêu dùng năm 2017 ước tăng khoảng 18,7-19,3%, trong đó cho vay để mua, sửa chữa nhà ở tiếp tục chiếm tỷ trọng chính 52,9% và tăng trưởng mạnh nhất tới 76,5%. Các chuyên gia cũng cho rằng hiện nay tín dụng cho vay mua nhà, xây nhà, sửa chữa nhà theo quy định của Ngân hàng Nhà nước vẫn thuộc loại cho vay cá nhân, cho vay tiêu dùng, nên con số hiện tại vẫn chưa thể hiện đầy đủ để xác định rõ những rủi ro của tín dụng bất động sản. Điều này đã đặt ra câu hỏi liệu rằng tín dụng bất động sản có ẩn trong tín dụng tiêu dùng hay không? Do đó, việc ngân hàng liên tiếp kiểm soát chặt chẽ các lĩnh vực cho vay có rủi ro và đưa ra nhiều giới hạn cho vay của lĩnh vực này được nhiều sự đánh giá cao. Thưa quý vị, việc Ngân hàng Nhà nước kéo dài thời gian giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn được cho vay trung hạn, dài hạn từ 50% năm 2017 xuống còn 45% năm 2018 và 40% năm 2019 là để cân đối hài hòa, hỗ trợ nhu cầu phát triển ổn định. Vậy trong thời gian vừa qua, sự đóng góp của chính sách này như thế nào đối với thị trường bất động sản? Dự báo trong tương lai thị trường bất động sản sẽ có những diễn biến ra sao? Mời quý vị cùng đến với những ý kiến của các chuyên gia và các đơn vị phát triển bất động sản mà chúng tôi ghi nhận được. Như chúng ta đã biết thì thị trường bất động sản là một cái ngành kinh tế rất quan trọng, đóng góp ngày càng lớn vào cái sự phát triển chung của kinh tế đất nước. Cho nên là cái việc quản lý, tạo điều kiện để thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và ổn định của thị trường là rất quan trọng. Chúng ta mà nóng quá thì sẽ gây ra khủng hoảng, nhưng mà chúng ta siết chặt quá thì cũng làm giảm sút một cái thị trường vốn có cái sức cầu rất lớn và cái sự lôi kéo đầu tàu cũng là rất lớn đối với các cái ngành nghề khác. Do vậy mà làm sao là chúng ta phải giữ thị trường nó ổn định và cân đối. Thì ở thời điểm hiện tại thì tôi đánh giá là nhà điều hành họ siết chặt ở cái mức độ vừa phải để tránh không xảy ra cái tình trạng mà thị trường bất động sản tăng trưởng quá nóng và để mất kiểm soát. Tuy nhiên là những cái động thái đấy hoàn toàn chưa gây những cái lo ngại quá là lớn đến cái sự phát triển của lĩnh vực bất động sản, và hiện tại mới chỉ là ở mức gọi là tác động để nó không phát triển quá nóng thôi. Thực ra thì các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, không chỉ có doanh nghiệp bất động sản đâu, luôn luôn trong tình trạng đói vốn và thiếu vốn. Cái năng lực tài chính của doanh nghiệp thì rất là hạn chế. Vì thế mà khi mà hạn chế tín dụng ở bất động sản thì rõ ràng các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản là bị thiếu vốn. Thì tôi nghĩ rằng là ở đây phải đặt một vấn đề nó rộng hơn, nó bao quát hơn, là vốn để kinh doanh bất động sản không chỉ duy nhất kênh ngân hàng,
mà từng bước làm sao phải thay đổi được thói quen này. Ngoài nguồn vốn là từ cái vốn chủ sở hữu chỉ đáp ứng được 20-30%, vốn vay từ tổ chức tín dụng là ngân hàng, vốn huy động từ khách hàng, thì ngày hôm nay các chủ đầu tư phát triển bất động sản cần phải huy động trên thị trường chứng khoán, trên nguồn vốn về đầu tư trực tiếp FDI nước ngoài hoặc qua các quỹ đầu tư tín thác. Và đặc biệt nữa là bạn thấy là một xu hướng M&A, dự án trên bất động sản ngày hôm nay đang rất là rộ và có rất nhiều các nhà đầu tư nước ngoài đang tìm kiếm những cơ hội đầu tư vào bất động sản Việt Nam. Những ý kiến vừa rồi cũng đã khép lại chuyên đề xây dựng và bất động sản tuần này của chúng tôi. Để xem lại chương trình, quý khán giả có thể theo dõi trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.